Các bạn, mình là thằng Long Ngu đây. Hôm nay mình sẽ chơi tựa game Smite các bạn. Mình sẽ chơi Smite nha các bạn. Và hôm nay mình sẽ chơi Smite trên điện thoại, không phải trên máy tính. Máy tính mình không có. Không có cái gì nhỉ? Không có, mình không gì đó, không có mic ở trên máy tính. Ok, lên mình chơi điện thoại của mình. Ok, play nhá. Để chơi có quiz nhá, hay là các bạn chọn này Joss nhá, hoặc có quiz chơi Joss nhá. Mình chơi mà này tự. Ok. Đợi thôi. Bạn ơi, quên kìa. Tôi mới nói gì? Chứ khi tôi nói gì? Cứ đồng ý cái nào cũng bị hủy. Vâng, chỗ cháu thì mới có mới nghi thôi, nhưng mà chưa biết là có gì không. Super idol thì tầm tầm âm mấy vị trí tên âm tinh các thứ âm âm tu thì mới nghi được mấy cả, không biết là cũng khám không biết có ra không. Không sao. Đâu quá bạn này. Vâng rồi. Vâng rồi, đơn tầng 2. Anh gì ạ? À, anh Đức ạ. Anh bây giờ đang ở cái gì ạ? Cũng đình gì. Vâng đúng rồi, Phú Thọ. Vâng đúng rồi. Ít. Vì chỗ anh đang bị cái đi cách ly. Xin lỗi nhiều các bạn. Anh có đi được đâu rồi, anh đang ở nhà. Lúa bờ. Vâng. Vâng, được 2-3 tuổi rồi. Vâng, lớn rồi. Quê. Vâng,
mình xong vào móc là không được này. Vinh ơi, Vinh cho vào, nó muốn vào cái Just này sao không được? Just à? Just làm gì? Chơi, nó muốn chơi cái khác, không chơi mỗi cái đấy đâu. Cái gì ấy? Easybot. Cái quê là sao vậy Vinh? Kép được không được ai? Cái kép thì phải đợi một lúc. Đợi lễ giờ đấy. Đợi một lúc nữa. Chúng nó còn lấy kép nữa cơ mà. Đợi còn lấy kép á? Ừ. Không phải mỗi lòng đâu. Đâu nhỉ? Mơ. Quá. Lo tren nha. Lo. Có. Còn một chín thằng nữa. Thôi khác đi. Chuyển ra khác. Vinh ơi, chuyển khác. Chết rồi. À đều chết rồi. Thế mình cũng bắt đầu tụi mình à. Lấy cô quýt nha các bạn. Mình sạc. Rồi ôi. Đang đợi tự nhiên. Cái đấy. Đi à. Đến để ai. Phòng. Ô đi vào vào rồi. Chọn con này. Đây các bạn. Đù. Chào mày, mày cái gì? How are you? And how are you nhầm? I'm fine, thank you. And you mày khỏe không? Du tao bây giờ không khỏe lắm. Bởi vì tao không dùng nó đến nó bay đâu rồi. Real? Not real. Bố chi phím. Sao?
tiếp theo. Bye bye.